Từ đó đấy, riêng bản thân anh đó thì có những cái mẩu chuyện nào mà anh thấy là nó ghi nhớ ha? Nhất này, đáng ghi nhớ nhất này. Thì kể đầu tiên cái chuyện này là tên gì? Vâng. Nghĩa là đằng chuyện này bây giờ là phải ngồi ôn lại, vâng, lục lại xong sắp xếp cho nó bắt đầu đưa, dạ, nó trình tự thì nó như bản thân anh này bây giờ gia đình thế nào, anh nói anh qua là gia đình của anh thế nào, về phía gia đình nhà tôi thì bây giờ nó ở đâu mà lại thế nào, tôi thì hiện nay chưa được sống sống cái đấy như vừa qua học thì đã cái chuyện đây rồi, vâng, cái sau khi về cái chuyện đến năm tư, vâng, năm tư về cho đến năm tư về năm năm sáu năm bảy năm tám thì bắt đầu là cái đầu tiên về phía gia đình tôi nhé, là cũng nói chung là cũng như mọi gia đình ở trong ở miền Bắc ở Nam Định đấy, ở Nam Định nói chung là phù thân sinh nó là tên tên gì, Nguyễn Trung Khắc, Nguyễn Trung Khắc lúc bây giờ đây gia sản thế nào, và như thế này tôi chuyện có pha lên xong tôi lại còn phải nghĩa là bố trí nói cái nội dung mới nghe đấy, vâng. Xong lại bố trí nó đâu nó vào đấy nó sắp xếp nó phải vâng. Lại không sao cứ bình thường mình cái phụ nghĩa là như vậy là hồi đó là gia sản thế nào mình nói qua một chút thôi. Thế thì tôi thì gia đình tôi thì nói chung là ở Nam Định, nhưng mà ông cụ trước đây thì có trước đây mười cái nhà, trên mười cái nhà. Trên mười cái nhà thì sau khi năm 1958, thì năm 6 thì ông có làm cái gọi là cái tổng kho. Tổng kho tức là các nhà công chúng ta năm bây giờ, anh nào cũng được ký. Lập thế tổng kho đó. Thế thì lúc giờ thì tổng kho trong đó là tất cả mọi gia đình, là gia đình nào cũng thế, kê khai. Kê khai là mình. Tổng kho cũng có bao nhiêu? Có bao nhiêu hàng hóa có bao nhiêu, vâng. Nó bắt đầu khai xong thì trước mắt là nó làm thì cụ thể đánh thuế bao nhiêu ấy? Gia đình anh bên đó bao nhiêu không nhớ, vâng, nói chung là tiền cho anh sẽ chứ đâu mà nào mức độ anh thuế nhớ tiền nhưng bao nhiêu phần trăm anh nhớ không, cũng không nhớ bao nhiêu phần trăm, nhớ là tiền tiếp với chiếc đôi cho bao cả đi là đầu tiên là đánh thuế tồn kho tiếp xong cái thuế tồn kho đó thì đến nhà đã và tiếp theo thế gì thực lãi, thực lãi tức là anh buôn bán cái lãi thực của anh có bao nhiêu à, thì ông căn cứ vào cái tồn kho đó để anh xem bao nhiêu phần trăm, vâng đấy không đánh là đánh thực lãi tức phần trăm tôi không nhớ, không nhớ hả, vâng, nhưng mà rồi cuối cùng lại là cũng lại tiếp tục một cái chiếc lô nữa đưa về mà cái ai quy định cái đó mà tự mình khai hay là không, nhà nước, nhà nước quy định, vâng, trong hai cái thuế đó thì tất cả nó chung các nhà mỗi người bao nhiêu thì quy định cách nào, vâng, quy định là thế này, khi anh buôn cái tồn kho của anh có bao nhiêu, hiện nay trong nhà anh còn bao nhiêu ngày ở ngoài, anh giữ, đấy là cái tồn kho của anh. Sau cái tồn kho đó thì bắt đầu ông lập một cái biểu thuế, căn cứ vào cái tồn kho đó để mà thuế, xong tiếp tục từ cái thực lãi đó thì nhân cái tồn kho lên, từ khi bắt đầu năm 54 anh buôn cho đến bây giờ. Đến năm nay thì anh được lãi bao nhiêu, cái thực lãi của như thế thì anh đánh bao nhiêu phần trăm, tiếp tục nộp tiền thuế ra. Xong phát triển lại xong cái thứ hai thì đến cái thứ ba năm 58 là cải tạo nhà cửa thì nhà tôi thì tức là nhiều nhà quá nhiều nhà quá thế là cải tạo xong rồi ông yêu cầu là chứ làm giấy hiến nhà cho nhà nước hiến bao nhiêu cả nhà hiến tất cả mười cái hết thế thì ông quy định là bây giờ mỗi nhân dân như thế là được hưởng bao nhiêu tức là tất cả nhà đó thì hiện nay được hưởng bao nhiêu tức là ông chia cho bao nhiêu thứ, bao nhiêu mét vuông, gia đình tôi còn bao nhiêu người. Thì cuối cùng nhà anh còn lại cái căn nhà nào ở đâu? Còn lại một nửa ra. Ở đường nào? Đường số mấy ạ? Ở số nhà 111 Hàng Đồng. 111 Hàng Đồng. Tức là nhà ông cụ tôi. Mà một trong đó một cái số nhà đó chỉ ở một gian thôi. Còn một lại chia nửa được. Gian ở bên trên gác. Trên gác. Tức là một ở ngoài tôi gọi tức là ba tầng. Ba tầng mỗi tầng một gian. Ở trên gác lầu mấy? Lầu ba. Nào ba, còn mấy kia là chia cho người khác. Vâng. Mà gia đình có mấy người? Hồi đó là. Hồi đó là hai vợ chồng tôi. Có cụ là phụ, là bố, ba đứa con nhỏ. Ba con là của anh. Vâng, ba, vâng, ba cháu. Vậy là tổng cộng là như vậy là bảy người đó. Mà cho một gian như vậy. Nửa gian. Nửa gian bao nhiêu mét vuông? Bốn mươi mét vuông mà cho bảy người mà lại nửa gian là chia đôi đấy thế còn cái ở dưới nhà
thì là coi như là có hai mặt hàng thôi. Hai mặt hàng. Lại có một mặt hàng. Vâng, mà ở dưới đấy. Vâng. Như vậy ở dưới là có mấy mặt hàng mà cho một cửa hàng? Hai mặt hàng. Cửa hàng nó chia làm hai mặt hàng. À, hai chia hai. Thì như vậy là anh. Tức là cái nhà đó chia đôi. Chia đôi. Cho người khác một phần. À. Tức là chỉ được có một phần nước. Nhà nước quản lý toàn bộ. À. Riêng cho riêng gia đình tôi một mặt hàng. Vâng. Thế thì coi như là tài sản bây giờ còn như vậy đó. Dạ. Không ạ. À. Không còn. Sau năm sau là chúng tôi bắt đầu đi lại căng. Thì coi như cái này. À. Thế còn cái việc ngay cả cái nhà đó cũng bỏ, cũng bỏ luôn. Bỏ hết. Và bố mẹ các cụ sao cũng các cụ, ông cụ tôi theo đi. Cũng đi luôn. Tôi đi về nhà cho người khác. Vâng. Vậy như là mất hết. Vâng. Thế còn cái mà trước đây là ông cụ tôi là bán cái chỗ đó lại cho người khác hoặc là bán nhà nước thì tôi không rõ. Cái điều này thì mình tôi không được biết là vì lúc nào tôi không để ý chuyện. Vâng. Thế là tự tôi đi yeah. Đi lên đấy thì đến cho đến năm vừa rồi đó là từ sau khi bắt đầu năm 79 là Trung Quốc và ta yeah. Thế giờ còn như vậy là đấy cái diễn tiến như thế nhưng mà những cái mẩu chuyện thế có những mẩu chuyện nào mà đáng nhớ cái này thì vâng cái này thì phải nghĩ lại thì cho tôi nghĩ sau khi sắp xếp xem tôi nghĩ được cái mẩu nào là hay nhất thì sẽ chỉ là chuyện còn bây giờ thì đúng là nói thật lung tung. Yeah. Sắp xếp với anh bảo 30 năm hôm nay thì yeah. Gần 40 năm nay làm sao mà nhớ những cái chi tiết yeah. Lâu ngày quên. Mỗi một lần như vậy thì dĩ nhiên người ta cũng phải có những cái biện pháp cách thức yeah. Anh nhớ có những cái thức nào mà người ta là đã áp dụng không ạ? Đấy, đấy, đấy tôi muốn biết cái đó đó yeah. Cái biện pháp, những thủ thuật yeah. Cái đó là phải diễn này, phải nghĩ lại yeah. Và phải nói chung là một chi tiết vâng. Cũng chỉ cần trình bày cái một chuyện thôi vâng. Nhưng mà vâng. Nó phải là chi tiết đầy yeah, đủ vâng. Thì nó mới được yeah. Chứ còn không có mình kể những đoạn này nó sang đoạn kia nó tào lao thì là nó đừng có viên năng yeah. Thì vâng. Còn cái này thì đấy tôi như vừa trình bày ra yeah. Là anh cho tôi một cái thành ra yeah. Thì có thể là nếu như trong trường hợp này mà... Không như bây giờ đó thì anh ạ. Ngay bây giờ. Bây giờ thì không, tức là những cái gì mà anh nhớ được thì cứ nói thôi. Vậy. Rồi sau đó mình làm sao? Cái à, vâng. Cái hiện nay là ví dụ như anh là anh hãy nhớ được mà tôi cũng nhớ. Vâng vâng. Dạ. Thế còn bây giờ anh yêu cầu là anh đừng nhớ chi tiết mà đừng hoặc là anh nhớ được sách. Vâng. Đến đây, nghe nói chuyện này, ví dụ nói chuyện này, bạn. Thế bây giờ chính ông anh tay là hiện nay là trong này là trong này cái phần cậu em cùng học với tôi là thằng này cũng chính là con đi xuống có tay phải em ruột đấy không ông em bạn mẹ em thì ông ấy à, phải à. Không lập ra đi ngang hải thoại đấy là một cái điều gì đấy chuyện hải thoại đâu đi à đấy ông có thể kể chuyện hải thoại ở đấy cũng được không chuyện hải thoại luôn cái điều gì à. Bây giờ chuyện hải thoại thì là bây giờ là nhớ sắp xếp đầu đuôi thời gian năm nào ấy. Từ bao giờ thời gian sắp xếp sau cái gia đình của ông Dung đấy thì là nó là một trong những gia đình mà gọi là ông bố là ông tham ngạc gì nữa là trước cái thời Pháp đó thì làm tham thì trong cái thời mà trước từ năm 50 năm 54 thì bà cụ mở nhà học sinh yeah. Đến khi mà đến năm 54 thì là vì di cư vào Việt Nam thì gia đình của ông Dung thì ở lại Hà Nội và gặp cái chết rồi cái chuyện đó là mình biết cái chuyện đấy không đó nhờ cái chuyện đó kể cho anh em một cái chuyện về hải thoại cũng là một trong những cái đề tài mà cũng rất hay rất là thích cười vậy anh nghe nghe nói là cũng ở là cũng ở Nam Định và anh nói cái mà anh tên là Hải Thoại Nguyễn Hải Thoại cùng bạn nói là bạn học là học sinh tôi dạ sinh tôi một lớp Hải Thoại như trước đây thì học sinh thôi cậu này thì cũng không đi ra tức là thời trước là không đi ra được cho người mà buồn cười tức là không. Lúc bây giờ bao nhiêu mới mười mấy tuổi nhỉ? Vẫn thế thôi. Mười mấy? Bây giờ là 16, 17. 16, 17. Vâng. 15, 16. Vâng. Thế thì
Cậu này thì tôi sau khi bắt đầu năm tư vào thì cậu này sở dĩ là không xin được việc này là vì lý do đơn giản là bố đi ăn. Bố vô nam. Bố vô nam. Mà làm tham. Làm tham. Bố là tên gì anh nhớ ạ? Ông Ngạc. Ông Ngạc. Ông Ngạc. Còn ông ấy là Tham Ngạc lại. Vâng, ông Tham Ngạc. Còn tên ấy là Nguyễn gì Ngạc. Thì tôi chỉ biết ông Ngạc. Thế thì khi cụ vào trong này thì phải ở nhà với mẹ với em. Hai đứa em. Thế còn tụi tôi thì thường vẫn quan hệ cũng chơi. Thế thì sau một thời gian khi bắt đầu năm 6 năm, tôi lên đây. Thì hãy bắt đầu điên rồi. Điên rồi qua một quá trình xin việc, tất cả các cơ quan đều không được. Vì lý do, vì được bố và ngài được. Thế thì cuối cùng lại cho nên cậu này thì cũng có cái đặc biệt. Vì chúng ta rất là nổi tiếng của mình là được. Thế thì cậu này cậu xin vào các cơ quan, tất cả các cơ quan đều không được biết. Vì đến cơ quan nào thì chúng ta mới thôi được. Đến cho đến năm 75 sau khi giải phóng xong thì có một lần, đấy là cậu nói chuyện lại với tôi. Có một lần tôi ra trong ở bên công an mời cậu vào. Mời cậu vào thì có nói rõ chi tiết là cụ Tham Ngạc này là hoạt động của ta, cho nên bây giờ không ai là bị chết. Thế cho nên là bây giờ thì mới báo rõ cho gia đình biết được bà cụ là hoạt động cho ta, chưa phải hoạt động cho địch. Không phải là hoạt động cho địch. Cho nên là qua đấy thì có bảy giờ tôi đi vào tham vào khi ý nguyện của anh Thoại bây giờ muốn gì. Thế thì anh bảo bây giờ thì tôi chỉ muốn xin làm công an việc làm. Nguyện vọng đấy. Nguyện vọng chứ còn không có tha thiết muốn gì cả. Thế lập tức sau đấy ba hôm thì bên đài phát thanh nhận cậu vào để tức là xin nhận ra phát thanh. Thế thì cậu đó nếu mà tính từ năm 75 mà năm 75 không phải là 3 tuổi. Thì 42 tuổi, khoảng 42 tuổi. Thì 42 tuổi mới bắt đầu đi làm, mới bắt đầu có biên chế. Vâng, đấy là như thế. Thế là sau đó cái thì là khi biết được tin đấy, thì là cậu người ta giải thích cho cậu đi làm. Cậu đi làm và đồng thời là mấy hôm sau thì khoảng thứ số thì có làm đội chi điểm. Nam Định đấy. Vâng. Không, ở Hà Nội. Hà Nội vào. Hà Nội vâng. Làm đội chi điểm cho bố. Vâng. Gia đình liệt sĩ. Bây giờ mới công nhận là mình liệt sĩ. Vâng, gia đình liệt sĩ. Thế còn nếu giả sử, cậu nói chuyện với tôi, cậu nói là cái gì giả sử nếu bố mình mà lại đứng là tham thật, mà lại không hoạt động cho ta, mà lại cũng lại tiếp tục đi theo mình, thì cũng không biết bao giờ mình xin được việc nữa. Mà không biết lúc bây giờ là còn thời bố cấp, thì không biết bao giờ mình xin được việc, mà đến bao giờ mình cũng không công an thực hiện. Thế thì nói tóm lại là cũng may là bố đi chết, cho nên là mới xin được việc. Thế là anh có biết là cái như vậy là sống bằng cái gì, nếu mà không có xin được việc thì sống thế nào anh cho biết hả? Là vì bản thân Thoại này là một tay đờn rất giỏi. Thế cho nên là nguyên cái chuyện không đi vào làm cơ quan thì ở nhà lúc nào tay đó có cái lớp học dạy là vâng dạy cho các em đi đang dạy ở Nam Định hay là Hà Nội? Dạy Hà Nội, ở Nguyễn Công Trứ. Nhà tay này Nguyễn Công Trứ, không Nguyễn Công Trứ. Sau đó anh thấy là tay này nói chuyện là vì tôi về tôi có gặp đã lâu, tức là sau năm 75 tôi về tôi có gặp lại Thoại đến chơi, thì tôi hỏi thế nào đồ này công việc công an việc làm sao, người bạn bè cùng lưu với nhau đồ này ta đã được biên chế rồi, biên chế nhà nước rồi. Tôi mới hỏi thế sao được biên chế nhà nước bây giờ đi nào, mà đấy được bố tặng, ông là tham cho nên ta không chịu. Nhưng mà đến bây giờ thì biết tin là ông bố là hoạt động cho ta mà ông chết rồi. Được sĩ. Vâng, được sĩ rồi. Thì bây giờ ta mới tiếp tục xin được công an. Thế bây giờ bây giờ còn làm không? Ở Đài Phát Thanh ạ? Vâng, bây giờ vẫn còn làm. Đài Phát Thanh Hà Nội ạ? Vâng, Hà Nội. Tức là, tại các là anh bạn tôi là về hưu chưa, có tuổi về hưu chưa. Nhưng mà tuổi anh năm nay cũng là 60. Cái gia đình đó rất là hay ạ. Có hai em phải hỏi là Phương Dung như Phương Dung với lại em kế của Phương Dung là Phương Thành, mặc dầu nghĩa là bị chính quyền ép buộc như vậy nhưng mà Phương Dung học rất giỏi. học lên lớp đến học y khoa tốt nghiệp đại học thì phải ạ,
như là nó học rất giỏi và nó tốt nghiệp bác sĩ. Và bây giờ hiện bây giờ nó là gì? Nó là gì? Bệnh viện trưởng. Bệnh viện nào? Đông Đa. Bệnh viện Đa Khoa Đông Đa. Học rất giỏi. Trước đây chỉ là một bác sĩ thường thôi. Sau thời gian đó được đề bạt là bệnh viện. Sau cái sau 75 đấy. Như vậy là cũng trước 75 thì cũng họ cũng cho học đại học rồi. Vâng. Tại vì nó học rất giỏi thì nó mới được chấp nhận. Còn nó học èng là không được. Vâng. Cũng giống như thế. Và cái cô em là cô Phương Hạnh. Phương Hạnh thì cũng lại là một trong những cái tay mà đàn địch rất piano giỏi lắm. Nó được sang bên Bun học mà. Tốt nghiệp ở Bun này, tốt nghiệp ở Liên Xô này. Bây giờ đang là một pianist của các nhà hàng 5 sao ở Sài Gòn. Tiền này đúng. Tức là và là nổi đó, anh tức là nhà hàng nổi đó. Bây giờ đó là ở Sài Gòn rồi. Và là một pianist của nhà hàng 5 sao, đồng thời cũng là một giáo sư của trường quốc gia nhạc Sài Gòn. Hay lắm ạ. Thế còn gia đình anh thì thế nào? Tức là anh cho biết là sau 58 khoảng ạ. Thì lúc bây giờ là coi như là không có ở cái nhà đó nữa. Năm 65. Năm 65. Năm 65. Sau không khi ạ? Bà cụ tôi mất, năm 63 bà cụ tôi mất. Thì đến năm 65 thì tôi đi được. Okay. Vâng, được. Okay, thì anh cho biết cuộc sống của anh nó coi như thế nào? À lúc bây giờ thì hoàn toàn tất cả là lúc bây giờ lại học. Là vì trên thực tế thì tôi học sinh ở sống thành phố. Anh thì không hiểu. Anh có tiếp tục ở đó sau để tự anh học lên lớp để mấy năm. Học lên Du Bắc. Bắc có lên không? Tức là hết phổ thông đấy. Vâng. Sau vâng. Tức là đại khái là 4 năm tôi học được hết phổ thông. Xong đâu đấy rồi tôi tiếp tục. Năm nào nhỉ? Thì anh học phổ thông rồi. 56. 56 thì vâng, là. Vâng, 56 là hết. Hết phổ thông. Vâng, hết phổ thông. Hết phổ thông xong thì là anh làm gì? Về nhà đi. Không làm được gì. Về nhà không làm gì. Vâng. Nghĩa là xin thi cái gì cũng được. Thế để sống bằng cách nào? Bằng cách đi làm đấy. Làm lao động. Lao động này, nó cái chỗ này nó gọi mình đi lao động, thì làm lao động để mình kiếm tiền. Lao động ai thuê? Cái phòng nhà đất, ở dưới đó là nó có một cái phòng nhà đất. Phòng nhà đất. Với lại ở bên thủy lợi, nó thuê để vào làm những cái dọn chỗ đất đá. Cái chỗ này để nó dọn quanh. Tức là bạn bè do bạn bè nó mách mối. Thế là cùng tùng luôn đến nó để làm kiếm thêm một ngày một đồng 7, 4 xu. Một đồng 7, 4? 4 xu một ngày. Đúng lương đấy, lương công nhật, lương của lao động. Thế thì mình làm được 3 ngày thì nó nhân tiền 3 ngày. Một tháng bao nhiêu vậy? Là bao nhiêu? Đấy, 17 đồng tức là 34-35 đồng. Một tháng, 35 đồng. Tháng một, 35 đồng. Tiền 35 đồng thì lúc giờ gạo là 4 hào. 400 hào gạo. Mà đấy. Mình mua được cái gạo đó không? Cái giá đó không? Có, mua gạo thì mua được giá đó. Nhưng mà tiền lương làm là như thế. Còn xin việc và xin đi học các việc khác. Nói chung là xin công việc của biên chế của nhà nước thì tôi cũng nằm trong số phận nhân phản thôi. Không được. Vâng, tức là phải nói sản xuất chỉ. Một cái xin việc lặt vặt thì vâng. Được. Không xin việc. Cái lặt vặt thì mình đi làm. Vâng, lặt vặt thì được. Làm thì làm lao động được. Là lao động. Thế thì khi bắt đầu lên Lào Cai cũng thế thôi. Vâng. Lào Cai thì làm gì? Vâng. Cũng lại làm tức nghề tự do. Sau quá trình khoảng 1-2 năm xong mới xin đổi việc. Mình xin đổi việc. Là tại sao anh phải lên Lào Cai? Là vì tôi không xin nổi được gì. À. Thế bây giờ không xin nổi được gì thì lấy tiền đâu để nuôi đứa nào mình nuôi gia đình à. Mà mình là người lớn. Thế bây giờ đã có vợ rồi, đã có con rồi và ông bố đây. Mà mình lại không làm được nào cả, không có việc làm nhất định để hàng tháng đưa tiền để nuôi đứa như vậy, nuôi gia đình. Thì buộc không phải như thế. Anh đi một mình hay là đi? Không, đưa cả, đi cả gia đình. Thế là đi như vậy là có người cũng phải quen thì anh mới đi chứ. Ở Lao Cai thì là có một cô em tôi. Em rồi đấy. Vâng, tức là em của anh. Vâng. Thế thì giới thiệu tôi lên đấy, nó đưa tôi lên đấy. Thế là tôi nhân tiện một cái cơ sở đó là đưa để ông bố tôi ở đấy được. Thế là tôi bắt đầu đi làm. Cơ sở đó là của cô em đấy. Vâng. Cái em làm ở cái cơ sở nào? Làm ở xí nghiệp mộc, Lao Cai. À, xí nghiệp mộc Lao Cai. Làm đồ gỗ. Thế thì đưa cho bố lên đó, vâng. Rồi anh lên đó cũng vâng. Ở luôn. Cũng vâng, cũng làm luôn và đồng thời là đưa tiền. Nhưng có cái đầu tiên anh làm cái gì ở trên đó các anh? Lao động khuôn gỗ. Trên tay làm trên tay. Lương của anh bao nhiêu? Lúc bây giờ bao nhiêu? 35 đồng. Lên đấy, đó là? Vâng, cái tiền ấy thôi. Cứ khoảng đó 35 đồng. Nhưng mà là gì? Nó có việc làm. Thế chưa ông bà xã có làm gì không? Nhà tôi sang cái thực phẩm làm.
À, tức là rau cho thương nghiệp đấy, bán rau bán như thực phẩm. À, như vậy là hợp tác xã hay là gì? Của nhà nước, thực phẩm. À, công doanh. À, thế vậy kiếm việc được rồi. Vâng, cái thế. Thì lương bao nhiêu, lương bà xã bao nhiêu? Đã. Cũng 3 năm đâu, cũng cái lương ấy thôi. Lương bao nhiêu đâu? Thì hai vợ chồng, là coi như 70, 70 thì sống được. Vâng, thì thời gian đó là sống được. Yeah. Tất cả mọi cái là... Gạo là 40... 40 xu 4 hào. 4 hào. 4 hào thì gạo coi như là 4 đồng. Người tên là 4 đồng. Thế hai vợ chồng nó có được, tức là mất được. Ở nhà mất được khoảng 15 đồng tiền bạc. Ừ, như 70 đồng đó. Nói chung thì rồi. Lúc bây giờ thì gọi là tạm được. Tạm được. Tạm được là so với gọi là mình ăn được. Chứ còn cái mức sống khác thì... Thế ở Nam Định, ngay ở thành phố Nam Định thì có bao nhiêu người ở trong diện như ông cụ? Nhớ đại khái nào? Đây, vào khoảng 4-5 phần. 4-5 phần người như thế? Thế còn cái mà họ tản mát đi đâu? Một là họ đi vào trong ngành nghề. Đi năm 54 và bất kỳ năm 4. Thế thứ hai là họ ở đấy, ở hiện tại Nam Định. Và cái thứ ba là họ tản mát đi cả tỉnh khác. Cho nên là tôi không biết. Thế cái hồi mà anh ở lại đó thì anh có nghe được cái số phận của những người đi không? Những người vào trong Nam mà ngay trong số đó, không biết không? Không biết thế nào? Vâng, không biết. Nhưng mà đại khái chỉ có nhìn nhận như thế này. Người ta vào, người ta sướng. Chỉ biết thế thôi. Vâng, người ta sướng. Nhưng mà với tuyên truyền thì thế nào? À, tuyên truyền thì nói chung thì về phía tuyên truyền thì tất cả những người vào đây đều là khổ. Là vì tôi bao giờ tôi cũng hiểu theo cái ý ngược lại. À. Tức là khi mà báo chí nó nói nó khổ thì họ sướng. À. Ngay lúc bây giờ tôi đã hiểu ra cái ý như lại rồi. Mà đến khi mà nói tới cái chỗ sướng đấy thì chính là khổ. Nó đã hiểu như thế. À. Lúc bây giờ đã có một cái suy nghĩ. Vâng, đã, vâng. Thì hiện nay tôi hiện lúc bây giờ tôi đã có một cái suy nghĩ. Tại sao anh có cái suy nghĩ nó được như vậy? Là vì thế này, cái đơn giản nhất ấy. Trong thời gian đó là phải nắp định có cái gọi là bầu cử hội đồng. Tức là bầu cử ở khu phố thường để lấy người ra làm các chức trách, ví dụ như là làm phó chủ tịch với hội đồng nhân dân hay khác, phó chủ tịch hay là gì rồi bầu. Thì trong cái đó thì sở hữu tôi cũng làm một hồi trong năm số bất hồi năm nào của năm 55-56. Vâng. Thế thì nó có cái như này, tôi đã nói chuyện với anh Sinh rồi. Thí dụ trong số 13 người người ta bầu đưa lên cái danh sách, anh hồi đó anh làm trong cái hội đồng bầu không cử. Tôi không làm nhưng mà được, nghĩa là ngồi là mình là nhân dân đi học tập, đi học những cử tri. À vâng, trong 13 người đó. Thế thì ông cho học tất cả 13 vị. 13 vị đó thì vị thứ nhất, vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ năm cho đến vị thứ 12. Thế thì bây giờ mới so sánh là vị nào là vị hư, vị nào là vị kém. Và đồng thời là gì? Trong tất cả các vị đó, vị nào là vị liên lạc, vị nào không? Đã học tập như vậy. Đã học tập rồi. Thế thì ra thì anh cứ, sau khi học xong thì ra anh cứ đúng cái vị đó anh đặt thôi. Anh hình dung cho tôi thì cái bầu cử như thế là như thế này. Cho nên tự động phát thông tin được bất cứ tin phát xuất từ cái bầu cử còn cái gì nữa không? Còn những trong cuộc sống hàng ngày anh thấy có những cái gì cơ sở để anh thấy là thông tin nói chung là nó có nhiều anh ạ. Nó có nhiều cái gì không cái lạ mình không chẳng nói hết được. Lúc bây giờ thì anh bảo nó chuyên mang cái đọc là cái va quyệt lung tung thành từ lệnh có nhớ không nhớ, nhưng cái cơ bản lúc bây giờ là gì? Dân tỉnh lúc bây giờ tâm lý mình nói rằng cho nên cũng rất là hoài đúng như 75 của Sài Gòn. Tôi còn nhớ này, cái hồi mà tôi đi lên Hà Nội thì cái hồi 54 đó, trước tháng 7 năm 54 đó, thì tôi thấy là ở Nam Định đấy ta mặc áo đâu hết, cả thành phố mặc áo đâu hết. Vâng, đúng. Mà Hà Nội tôi lên thì không thấy, và sau này ngay Hà Nội mà tiếp quản thì họ không mặc áo đâu. À vâng, cái này tôi anh nói cho vào cái đó. Tôi xin nói với anh gợi ý thế tôi mới lại nhớ. Vâng. Cái ngày đầu tiên của Nam Định là ngày giải phóng. Anh kể luôn cái đầu đuôi cái ngày đó. Vâng. Cái ngày đầu tiên giải phóng thì sau khi ông tiếp quản ngày hôm nay thì đến ngày mai nhân dân nô nức ra đường. Cái nhớ cái ngày không nhỉ? Cái nhớ tiếp quản ngày không nhớ, tôi chỉ nhớ tháng 11 tháng 4. Không, nó phải sớm hơn chứ. Không, khoảng tháng khoảng bởi vì tháng năm 7, tháng 7. Bởi cái ngày ký hiệp định thì đã rồi mà. Thế nó có thế này. Tức là thí dụ như tôi nói giả sử ngày hôm nay trong cái tháng đó, ngày hôm nay là ngày kết quả. Ngày nên kết quả là được. Sáng ngày hôm sau thì gần như là không ai bảo ai.
gần như cả hầu hết thành phố. Vâng, cả thành phố mặc toàn quần áo nâu cả anh ạ. Tại sao anh cho chị giải thích tại sao mà Nam Định thể như thế mà Hà Nội lại không, mà Sài Gòn lại không? Anh cho tôi một vài cái này riêng tôi thì tôi cho rằng là có thể một số là cho thích vì các ông về thích màu nâu, trong toàn quần áo nâu thì cho nên mặc màu nâu để cho nó phù hợp. Một số người thì cho rằng mặc như thế này mới hợp lắm. Vâng, đúng. Còn một số người thì nhìn vào nếu như ta không mặc quần áo đâu thì mà mặc quần áo khác là có vấn đề. Không phải áo này không vâng, cần. Là có vấn đề sợ. Thế cho nên là cũng mặc đâu. Nó có hai cái. Đâu đâu mà sẵn thế. Ô, buổi tối hôm đó tất cả các, nói chung là cả đêm không ai ngủ. Anh kể đầu đuôi cái việc đó. Tới cái này cũng hay đấy. Cái đầu đuôi việc mà may áo mâu thế nào. Như thế là kể buổi tối. Cụ thể nhà anh và vườn chung quanh. Anh nói thế nào đó? Như thế là nhà tôi như thế là nói chung một phía gia đình là thì được chọn một số một, tức là một cái áo một cái quần anh nào một bộ hay là đưa đến tự nhuộm thôi, chỉ cần ông nhúng vào cho tôi cái lôi lên là tôi nó xong lấy áo cũ của mình nhuộm. Vâng đấy, có người nào may áo mới một màu có chứ có chứ. Gia đình anh có may không? Không, nói chung là gia đình lúc giờ thấy bận còn nghĩ đến cái chuyện này may như thế là mặc quần áo lâu cho nó hợp thời. Thế bây giờ tôi thì vớ cái bộ nào mang với cái bộ nào quần áo trắng thì mang đúng vậy thì nhuộm thất bại quá nhỉ. Đoán đấy, nhuộm lúc giờ lan thế thì ngày hôm sau là toàn bộ là đâu. Và cái đặc biệt thứ hai nữa, trong ngày hôm sau đó thì bao giờ nhà nào cũng có ảnh ba lãnh tụ. Ba lãnh tụ, ba lãnh tụ, một là ông Ma Lăng Quốc, Ma Lăng Quốc của người mà cái thứ hai nữa là Mao Trạch Đông, lãnh tụ Mao Trạch Đông còn là bác Việt Trung Xô. Cái thứ ba là Bác Hồ. Như vậy là cũng có cái bọn mà nó bán ấy thì là mình à, vâng, rồi, chuẩn bị giống rồi, như ở Sài Gòn chuẩn bị rồi. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị đầy đủ rồi, anh ra thì nghĩa là cứ xếp hàng như rộng rắn để mua những thứ đó. Tức là nhà anh nào cũng biết chắc. Thì cũng như tôi nói với anh là cái tâm trạng đó. Và cờ đó. Vâng, và cờ nữa. Và cờ đó. Anh nào cũng nghĩa là đầy đủ cờ hoa nói chung đầy đủ hết. Nhà anh nào chắc chắn được. Anh còn thấy ngoài cái Nam Định ra có những cái thành phố nào nó giống như Nam Định không? Cũng là quần áo nâu mà sau một cái năm không có. Hình như là tôi đi hộ cái hôm kết quả Hà Nội tôi không lên. Thành thì tôi vẫn sống ở Nam Định thì không biết, nhưng mà Hà Nội thì không rồi. Hà Nội thì có người mặc áo nâu chứ thì không phải tất cả. Anh bảo là có ba tỉnh thôi. Ba tỉnh lớn thì miền Bắc mà được tính đầu tay là Hà Nội, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Thì trong ba tỉnh đó anh chỉ có một tỉnh Nam Định là có thôi, còn hai tỉnh. Còn các tỉnh kia thì nhỏ, vâng, thị trấn thôi. Vâng, các tỉnh kia nhỏ, thị xã, thị trấn thì là ví dụ như Vinh, Thanh Hóa, Nghệ An, chứ tôi cũng không biết. Mà họ tiếp quản trước, lâu hơn mình nhau. Ông vẫn nhớ một chi tiết này, còn tôi nhớ là hồi đó tôi cũng ở đó, khi tiếp quản tôi cũng ở đó. Thì có một áo nâu là có, nhưng mà ngay cái đêm đầu tiên mà để mà đi họp meeting lại cóc có điện. Cho nên dân chúng là thắp đuốc đi để ra cái vườn hoa đúng trước tòa Đốc Lý đấy. Tòa lúc Đốc giờ Lý là đấy. Bảo là điện là Tây nó cắt rồi. Vườn hoa gì đấy? Vườn hoa tên gì? Vườn hoa đó là cái vườn hoa trước tòa Đốc Lý. Đốc Lý. Bây giờ là gì hả? Ủy ban hành chính. Bây giờ là không, nó thế này nhỉ. Sau thời gian đó thì mới đổi cái tên tòa Đốc Lý đó. Tức là thời Pháp là gọi tòa Đốc Lý. Ủy ban hành chính thành phố. Thế sau cái ủy ban hành chính thành phố đó thì đến thời gian 65 Mỹ đánh phá thì coi cái tòa sập. Thì bây giờ là thành một cái vườn hoa. Là vườn hoa cả. Vườn hoa. Còn cái ủy ban hành chính thành phố bây giờ lại. Vâng. Thế giờ sao lại anh kể luôn nghe. Nước đi biểu tình. Biểu tình đấy. Thế là ra mặc áo nâu chưa? Nâu chưa? Nâu nâu. Nâu hết rồi. Hai bạn cũng mặc áo nâu hết. Mặc áo nâu hết rồi. Thế mà dân chúng thế nào? Thì phải nói là đa số là không của mình thì đúng hơn. Nếu còn thì các ông già là cả thì ít. Cái chủ yếu là thanh niên. Thanh niên là nô nức. Cái nó cái tâm trạng. Còn một cái nữa ông để ý không? Là ngay sau cái khi mà tiếp quản thành phố Nam Định thì ông có thể ngờ được là cái nhà băng của thành phố Nam Định chở người lũ lượt kéo lên tham quan cái nhà băng và cũng còn hy vọng là may ra mình vớ được cái gì chăng. Và trong xem có cái gì không? Xem có cái gì không? Đúng đúng. Và cái nhà băng của đó rất là kiên cố. Cái băng mà băng từ lanh đô xin đúng không? Nó có nhiều cái kỳ cục
tôi cũng muốn 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 tìm hiểu là cái mà cái tinh thần nó cũng rất ảnh hưởng đến đến cái sự phát triển của Việt Nam đấy nhé. Là tại sao mà Nam Định như thế, và Nam Định nó là tiêu biểu cho cái tinh thần gì, cái đa số người Việt như thế nào? Đúng ra thì nó như thế này, theo mô hiểu thì cái con người thì thường sẽ thích cái mới lạ. Thế mà đang ở trong một cái thời gian mà trước đây thì Pháp nó còn ở chấn đóng ở thành phố Tam Chiến, thì có những cái ví dụ như có những cái trận đánh này kia ha, và đôi bên nghĩa là xô sát nhau, mà nay tự nhiên như là Pháp bốc đi rồi thì cái tinh thần tự nhiên người ta thấy sảng khoái và cởi mở lắm đấy. Cho nên là người ta cứ túa ra đường thôi, túa ra đường để mà vui mừng như thế mà nó cái đó là cái cơ bản nhất. Cái thứ hai nữa là tôi xin đỡ lời xin là tôi có như này, khi ra đó là người ta thấy rằng từ một cái bầu không khí này chuyển sang qua bầu không khí, mà tất cả hiện nay với cái tư tưởng ta làm chủ rất thích. Bên cạnh đó, song song đó thì là có một số thành phần mà cũng lại quần áo lâu như thế, mà cũng dạng thanh niên như thế, nhưng mà nhiều tuổi hơn tụi tôi, tức là lớp đàn anh sở dĩ làm cái một sự sản là vì có tham gia chứ không được. Mà hiện nay không biết rằng tâm lý mà nói, không biết rằng là ông chơi như thế nào, số phận ra sao, số phận ra sao, cho nên là phải là quần áo lâu. Hòa với lại cái mới, cái mà cách mạng này, muốn hòa vào cái cách mạng cái mới. Có khác gì cái ngày 30 tháng 4 ở Sài Gòn nữa. Không, nhưng mà 30 tháng 4 Sài Gòn người ta không có mặc áo đen. Không mặc áo đen, nhưng mà cái tinh thần nó... Nhưng mà có cờ thôi, cờ thì là ảnh là kia có, nhưng mà không mặc áo đen. Nhưng mà Nam Định thì mặc áo đâu. Đặc biệt là mặc áo đen. Đặc biệt là đặc biệt thế này, sở dĩ mặc áo đâu là như này. Cái nơi đầu tiên cái khoảng mà son nói là những cái thành phố lớn, gọi là thành phố lớn của miền Bắc, thì anh Hà Nội ngoài anh Hà Nội Hải Phòng ra thì được kể với Nam Định là thành phố lớn so với lại các thành phố kia. Thế bởi thế cho nên là gì, khi ông tiếp quản Nam Định thì dân tình nói chung là cũng nhân sự nắm bắt hết. Là một lần đầu tiên đương nhiên đến cộng sản, bộ đội Cụ Hồ về nó xem bộ đội như thế nào, nó háo hức tâm trạng như thế. Và một tâm trạng thứ hai là sao, những cái anh mà làm việc cho ấy thì anh làm sao phải hòa hợp chung. Và cái thứ ba nữa là nơi đó là nơi công nhân nhà mới về, tức là cơ sở công nghiệp ở tại Nam Định so với Hà Nội. Nhà mới dệt Nam Định, cái nhà mới dệt chứ Hà Nội hay không, làm gì có nổi tiếng cái nhà mới dệt đấy, chính vì thế cho nên xuất phát từ yếu, nói chung là người ta nói vừa háo hức mà vừa sợ. Vâng, có. Mà muốn hòa hợp. À đấy, vâng. Mà có thể là thế này, nó do cái nó do một cái điểm này có thể khác biệt với thành phố, tức là nó quy mô nó nhỏ quá đó. Vâng. Thành thử ra cái tính thành thị của nó chưa lớn. Vì nó quy mô như ở Hà Nội nó lớn. Vậy. Thì nó có cái bản lĩnh của thành thị rõ hơn. Vậy. Còn anh ở Nam Định thì nó chưa rõ nét về thành thị. Bởi vì thì cho nên chưa có cái cá tính đấy thì thực ra là nó không giữ được. Cho đến khi mà nó có thay mới cái là anh đổi luôn. Vâng, đấy. Anh đổi luôn, đúng. Anh theo cái mới. Vâng, anh nói như đúng. Có phải đúng không ạ? Chứ còn ở Hà Nội nó cũng có tâm lý gần giống như là Nam Định chứ. Nó cũng có háo hức, nó cũng đủ thứ đấy. Vâng. Nhưng bởi vì nó có sống thành thị lâu rồi mà nó có cái tính thành thị nó nhiều đó, quy mô lớn, cho nên anh nó bảo nó cứ theo. Anh mặc nó sao đâu. Như thế nào? Tôi cho là mặc nó đang theo ý tôi. Tôi nghĩ nó như thế. Bản thân anh trước đây là mặc quần áo bằng ít khi chỉ đồ lông. Vâng, áo trắng, áo màu. Về, vâng, về bây giờ thấy rằng bộ đội Cụ Hồ về mà lại mặc toàn đồ nâu. Thế cho nên là bây giờ ta mặc cái đồ này, trước đây ta mặc cái đồ này, bây giờ mặc đồ nâu cũng hay đấy. Tâm lý của những cái tụi học sinh như tụi tôi cũng hay. Thì ta chơi đồ nâu chỉ dấn một cái và về làm bộ nâu chơi. Thế sao nó như thế này? Nhưng mà cái bộ đội thì chỉ ở bộ đội giúp quốc tế mặc màu nâu, chứ còn bộ đội chính quy thì người ta mặc màu khác chứ hả? Thời gian đó đã nói chung là từ chính quy với lại nó mặc nó bình thường, có cái tính chất khác. Còn cái hình dung cái con người bộ đội lúc giờ về đấy, ông sinh chắc ông nhìn thấy nó như này nè. Tức là mặc áo đại cán. Vâng. Một là màu nâu, hai là màu xám. Vâng, màu xám. Màu Trung Quốc, màu kaki đấy. Vâng. Thế thì ông nào mà là cán bộ cao cấp thì là 4 túi, 2 túi dưới, 2 túi trên. Vâng. Còn ông nào là bình thường thì có 2 túi trên thôi.
mũ thì là đội cái mũ cát. Mũ cát thì ở mũ cát nan, ở ngoài bọc vải. Ngoài bọc vải nó thì lượt ngoài thì là không được lưới. Lưới, cái lưới đan. Trang, thế là buộc vài cái gọi là cái mảnh vải dù cắt ra. Mà thế thì trông ông vào là đúng không bộ đội? Và không biết ông bộ đội hay dân sự hay là gì, không cần biết lính hay dân sự thì trông là anh bộ đội đi rồi. Tâm lý vào đó. Thích anh bộ đội. Thế thì cái bản thân anh và gia đình anh ấy, thì cái tinh thần thế nào? Lúc bây giờ thì nói chung là nói về tâm lý mà nói lúc bây giờ tôi rất phấn khởi. Rất phấn khởi là vì sao? Là vì mình có anh mình và tất cả họ là mình cũng đóng góp cho kháng chiến. Bây giờ về đưa các anh thế nào, anh ruột hay anh không, anh tôi, anh họ tôi đã bảo tôi sinh ra chỉ có một mình thôi. Vâng vâng, tôi về trong công kích lắm, thích lắm. Nhưng mà nay nếu mà kháng chiến có thành công thì về mới được gặp anh mình. Đây là tâm lý gặp lại mình. Và cái thứ hai nó cũng đúng như cha anh mình trong năm đến năm trước đây chung đi nó đặt dân kiếm rượu say ra lắm đánh đấm đá này. Thế mà bây giờ thấy rằng cái cảnh đó bây giờ mất hết thì cảm thấy nó sảng khoái lên tự do. Nhưng mà rồi dần dần mới nhìn thấy rõ vấn đề. Nhưng mà lúc khi nào thì gia đình anh và bản thân anh thấy rõ vấn đề cũng chả lâu đấy, thì tôi mới nói chuyện là cái bầu cử trong vòng một năm sau thì biết ngay, năm sau thì từ đó tôi bảo. Nhưng mà cái số người như anh có bao nhiêu? Cái này không biết được. Tôi biết là vì lúc bây giờ tâm trạng là tâm trạng lúc nào cũng gần như không mau chứ anh không cần làm gì, cho nên tâm trạng nào cũng như thế đấy. Mà lúc bây giờ nói thật là cũng không dám nói chuyện như anh nói chuyện với anh, sợ chứ anh, sợ là cái sợ cơ bản thôi nhỉ. Thế như ở như anh thì chừng nào thì có thể nói thoải mái được trong quá trình thấy lúc đấy, nào bắt đầu nào, bắt đầu từ năm bắt nào bắt đầu nhỉ? Sau khi lên và nói thật lên khi bắt đầu phải hưu hưu trí rồi nghỉ rồi thì lúc giờ mới cảm thấy tức là năm nào, năm 1988-89 thì gần đây vâng gần đây vài ba năm rồi cơ chế nó khoáng rồi, đồng thời là mình về hưu rồi thì bảo bây giờ tuổi già rồi thì rằng mình có thể nói tất cả cái thật của mình mà mình hiểu tương theo cách suy nghĩ của mình. Chứ có nói cái nói cho đúng không nào thì có những cái mà mình phải nghĩ rằng là họ làm được và có những cái họ không làm được. Nhưng mà giữa cái tích cực và cái tiêu cực thì cái tích cực chính thường thường tích cực. Thì tôi nghĩ rằng cái thế này làm sao mà làm được toàn dân một cuộc kháng chiến mà thành công như thế. Đấy là một cái người viện giỏi là giỏi ở chỗ ấy đấy. Giỏi chỗ làm sao mà người ta tin. Ngay ban đầu thì anh bảo nhưng rồi dần dần thấy chán. Một tâm trạng như khi chán thì anh lại không dám nói cái chán của anh ta. Không dám chán mà cứ nói là cái phấn khởi. Vẫn là cái tốt, vẫn là cái phấn khởi đấy anh bảo nó hay là hay cái chỗ. Dạ. Hay chỗ. Mà anh nào cũng như mà đâm lao theo lao rồi. À, chắc nói anh nào cũng sao. Tâm trạng thậm chí mới tôi sẵn. Nhưng mà là, theo anh thì cho đến bây giờ đó thì tình hình như thế nào, cái tâm trạng của người ta thế nào, nghĩa là có những người có nhiều người như anh không bây giờ đó, hiện giờ đó, người miền Bắc ở đâu, ở miền Bắc bây giờ sao? Vâng, thì có cái tâm trạng giống anh không hay là chỉ có một số, cũng còn một số ít thôi? Không, cái tâm trạng như ở ngoài Bắc như tụi tôi ấy, thì nói chung là theo tôi hiểu, theo tôi hiểu của mình, hiện nay cũng còn một số trường chưa hiểu được thì tôi nói mà nói chỉ đổi Quảng Ngô. Cái thứ hai nữa là gì, cũng như anh nói đã ngồi ghế này bây giờ không muốn xuống nữa, xuống thành nữa thì thằng khác nó tranh nhất của mình thì thôi, biết ngu thì cứ tiếp tục cho nó ngu đi, rồi đi chừng mực nào thì về lúc giờ nó sẽ. Còn có một số biết nhưng mà nói ra thật sự chẳng được, nói ra thì chẳng được cái gì mà chuyện nó để làm gì hả, đúng ra được gì. Vâng, cho nên đi đâu nào đi đường thôi, đừng có tính đi, xin đi về đâu đâu.